Tại sao nhà đầu tư cá nhân thường bán tháo khi thị trường giảm mạnh? Chúng ta có thể thấy khi thị trường chứng khoán giảm mạnh thì các nhà đầu tư cá nhân bán tháo là chủ yếu. Ngược lại, khi thị trường chứng khoán tăng mạnh thì các nhà đầu tư cá nhân lại là những người FOMO mua rất mạnh vào là chủ yếu. Thì nguyên nhân thì cũng có rất nhiều, tuy nhiên thì đúc kết lại có một số nguyên nhân như sau. Thứ nhất, đó chính là việc nhà đầu tư cá nhân đa phần đều không trang bị cho mình được đầy đủ các cái kiến thức hiểu rõ về thị trường chứng khoán cũng như về cổ phiếu. Khi họ mua thì họ mua theo gọi là tin đồn, họ mua theo gọi là người này phím, người kia phím, mà họ còn không biết doanh nghiệp ấy làm ăn như thế nào, ở đâu và triển vọng tương lai ra sao. Và đặc biệt là họ cũng không biết giá trị của cổ phiếu là bao nhiêu. Bởi vậy khi thị trường chứng khoán xuống, người ta nhìn thấy mất tiền là bắt đầu sốt ruột. Và lại ở trên mạng cũng có rất nhiều các hội nhóm hô hào khiến cho tâm lý hoang mang sợ hãi lên đến tột độ, và cuối cùng là thường cắt lỗ, và cắt lỗ lớn nhất của nhà đầu tư cá nhân lại thường vào đúng giai đoạn đáy. Ngược lại khi thị trường chứng khoán tăng mạnh chẳng hạn, thì từ đó nhà đầu tư cảm giác như là hào hứng hơn, hưng phấn hơn, bởi vì kết quả đã có rồi thì họ cho rằng đấy là cái hiệu quả đã được chứng minh rồi, do đó là họ tiếp tục bơm tiền vào và đẩy giá cổ phiếu lên rất mạnh. Và đến khi thông thường là giá cổ phiếu rất cao rồi thì nhà đầu tư là những người lao vào mạnh nhất, và cuối cùng sau đó là thường là tạo đỉnh và đi xuống, và kết quả là các nhà đầu tư thường gặp thua lỗ rất lớn. Ngoài ra thì cũng phải nói rằng ở Việt Nam hay là ở trên thế giới thế, thì khi người ta thiết kế cái bảng điện tử ấy, cái màu sắc của các cái trạng thái ví dụ như là tăng trần là màu tím chẳng hạn, thì thường rất là mát mắt và kích thích người xem. Ngược lại đó là màu giảm sàn hoặc là màu đỏ chẳng hạn, khiến cho người ta rất là buồn, từ đó khiến cho cái hành động của các nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi chính những cái màu sắc của các sở giao dịch chứng khoán họ thiết kế lên ở trên thị trường chứng khoán. Bởi vậy cho nên nhà đầu tư để khắc phục được những cái yếu tố là thường xuyên phải cắt lỗ đúng đáy và hay là thường xuyên đua cổ phiếu đúng đỉnh, thì nhà đầu tư tốt nhất, thứ nhất, tập trung vào việc nâng cao kiến thức của mình theo thời gian, từ đó biết được rằng là mình mua cái gì, giá bao nhiêu và lúc nào hấp dẫn để vào, lúc nào đắt để có thể bán ra. Yếu tố thứ hai là nhà đầu tư nên tránh xa các bảng điện tử, từ đó thì cũng không bị tác động về mặt tâm lý nhiều với cái màu sắc lên xuống như thế nào. Thay vì là vào đó, nhà đầu tư nên dành cho việc nghiên cứu hiểu sâu sắc hơn về doanh nghiệp, hiểu sâu sắc hơn về cổ phiếu để từ đó có thể vừa nâng cao được kiến thức, vừa tăng được giá trị tài sản của mình trong tương lai.